Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Mạnh Phát đã ra một mẫu xe gọi là gì? Siêu pro luôn các bạn ạ. Đây chính là cái mẫu xe mà mình muốn giới thiệu các bạn trong video này. Đây, các bạn nhìn thấy một dàn luôn. Mẫu này hiện tại đang là mẫu xe cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, có thể là đối với là 133S Plus này nhá các bạn nhá. Kể cả năm 2 đến năm 2021 cũng vậy. Đây là mẫu xe là cao cấp nhất. Đây, các bạn thể quan sát hai cái mẫu xe mà mình đang có đây. Đây là mẫu bình thường classic đúng không ạ? Mà Mạnh Phát đang bán cho các bạn giá là 6.6 bao ship toàn quốc. Còn đây là mẫu đời mới. Đấy đúng không ạ? Khi chúng ta dùng mắt thường chúng ta quan sát chúng ta thấy rất nhiều điểm khác biệt đúng không ạ? Bản thân là cái tay lái này nó cao rất là nhiều đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết để chúng ta sẽ biết là hàng chất lượng, giá đắt thì nó sẽ như nào nhé. Ok, xin mời các bạn. Đây, mình sẽ nhìn trực tiếp luôn ở hai bên vành này. Đây, mọi người thấy ạ. Đây là vành xịn hơn, cao cấp hơn thì nhìn nó sẽ khôn hơn đúng không ạ? Đây là vành cũng là vành nhôm nhưng mà hàng kia nó sẽ xịn hơn, đắt tiền hơn, mọi người sẽ nhìn nó khác. Đây, anh giờ sẽ quay sang bên này để cho mọi người nhìn nó rõ hơn một chút đi. Đây dần dần mà. Đây. Đường nét nó khác ấy, sắc nét hơn rất nhiều. Và đây là bình thường các bạn nhá. Ok, lốp thì là ở thị trường Việt Nam thì lốp là lốp tương thích rồi thì mình không nói. Lốp không đáng gì, nó giống nhau, đúng không? Đây, tiếp theo là cái bát giỏ nó là thay đổi đời mới này. Và đặc biệt là diện các bạn thể quan sát luôn. Cái mặt đồng hồ cái này, mặt điện tử khác nhau hoàn toàn, cái mặt nạ khác nhau hoàn toàn các bạn nhá. Đây. Và đặc biệt là gì ạ? Cái tay lái đời mới nhất bây giờ và đến năm 2021 thì sẽ có một số đơn vị họ sẽ lắp tay lái này. Và hiện tại là Mạnh Phát là một trong những đơn vị đầu tiên. Tay lái này là tay lái kiểu nạm kim cương bằng cao su, bên ngoài là viền nhôm nhôm ở tay lái có cắt CNC nhá, rất là đẹp này các bạn nhá. Tay và nấc tốc độ là 1 và 2 rất là rõ ràng. Đấy, để mọi người để phân biệt, bên này cũng vậy này. Mọi người thấy chưa? Mình sẽ chưa bật khóa vội cho mọi người quan sát nhá. Còn bên này thì nó vẫn là tay lái, cũng là đời mới rồi. Thế nhưng mà là hàng sẽ không được bằng như này, các bạn nhìn thấy bản thân các bạn sẽ nhìn mắt thường bạn đấy luôn. Cái này nó cao cấp hơn rất là nhiều. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái xi nhan. Đây chúng ta sẽ quay đằng trước một chút này cho mọi người nhìn này. Đây nha. Mình nói này, cái mặt nạ này dán nhập vào nó chênh nhau đến 500 nghìn rồi. Cái bộ này, mọi người thấy chưa? Cái bộ này. Đấy. Ok, mình sẽ bật đèn cho mọi người xem. Đây đèn con này có đèn. Con này mình đã bật đèn. Đây. Đấy, con này là đèn của nó đây. Đây. Đèn này sẽ là giải led tình văn nhầy và cái mặt này rất là to bản chắc chắn này, mọi người rất là to chắc chắn luôn. Mặt này thì sẽ nhỏ hơn đấy, ok chưa? Và xi nhan cũng vậy, xi nhan này các bạn nhìn các bạn đã biết rồi đúng không? Mà mắt thường cực kỳ sáng vì nó là led đời mới, cực kỳ chắc chắn đấy, chắc rất là chắc luôn. Còn xi nhan này thì nó sẽ khác đi đấy. Đấy. Nó chỉ có một giải thôi đấy. Và cái chất liệu thì cũng sẽ không bằng ngay được, cái này thì nó cao cấp hơn rất là nhiều bởi nó là đời mới đúng không? Chắc chắn hơn rất là nhiều, đúng chưa? Đây, Mạnh Phát sẽ nói các bạn về ngoại hình bên ngoài chưa nhá, rửa sát nước lát nữa sẽ đến cái trái tim của chiếc xe. Tiếp theo, đây chúng ta sẽ quay gần một chút này cho mọi người nhìn này. Cái tay phanh này cũng vậy, nó là hàng cao cấp thì nó sẽ cong theo tay mình nắm nhá. Đây này các bạn nhìn chưa, bóp rất là nhẹ. Đây mọi người thấy chưa, dây phanh cực kỳ to luôn. Đây, đây chúng ta sẽ cho mọi người nhìn dây phanh của bên Mạnh Phát này. Đấy. Đồ tốt thì nó sẽ chất lượng rất nhiều. Và bên này thì tay phanh là dạng này. Đấy. Cũng là dạng tốt nhưng so với cái kia thì nó sẽ kém đi một bậc. Đúng không? Đây mọi người nhìn tay phanh nó khác nhau nhá. Đấy, tay phanh này nó đặc. Tay phanh này sẽ rỗng bên dưới này. Đấy, mọi người nhìn đây cái thật sẽ bên dưới này. Đây, đây mọi người nhìn ạ, đây rỗng. Đấy. Tay phanh này nó đặc. Đây. Đặc nhá mọi người nhá. Đấy, tay phanh này đặc. Nó dày cứng hơn rất nhiều. Đổ thì khả năng bị gãy khó hơn rất nhiều và cong biến dạng rất là khó nhá. Tiếp theo, về cái mặt đồng hồ này mình sẽ bóc con này ra được bóc tem này. Đấy, bóc tem mọi người nhìn này. Đấy, chắc là quay đi mặt đồng hồ sẽ hơi bị nháy đúng không? Mặt đồng hồ nó là mặt đồng hồ to. Đây mọi người nhìn này. Con này rất là to nhá, nó khoảng 15 phân. Rất là to sáng. Mọi người thông cảm, mình cay bằng điện thoại nên là có một chút nó sẽ bị nháy nhá. Nhưng mà đồng hồ này, đây là vạch báo pin này, đây là tốc độ này, đây là quãng đường và xi nhan cũng hiện trên mặt đồng hồ này. Mọi người thấy chưa? Đây này, tốc độ này. À, tốc độ này rất là êm này. Mặt đồng hồ rất là sáng và sắc nét nhá. Ban ngày cực kỳ sáng luôn. Ok. Thế tiếp theo mà mình muốn nói với các bạn là diện cái mẫu xe này đây. Cái chìa khóa này. Chìa khóa cao cấp đã được tích hợp chống trộm, mà vì tại sao? Đây, đối với dòng bình thường thì hiện tại là sẽ như thế này. Thì mọi người thấy ạ, tinh gọn rất là nhiều luôn và tiện. Cái này sẽ rất dễ bị rơi mất. Nó như cái này thì không. Cái này nó tiện, tích hợp gọn luôn vào chìa khóa rồi. Nhìn vừa sang trọng hơn đúng không? Đẹp hơn và tiện lợi hơn. Đây mình sẽ bật cho mọi người xem nhá. Đấy. Rất là gọn thì cái này mình phải dùng thêm một chế độ khác. Đấy, nó sẽ hơi lòng thòng hơn đúng không? Cái này nó là đời mới nhất bây giờ và cao cấp nhất. Nó cần tích hợp sẵn vào chìa khóa này. Đấy mọi người quan sát thấy chưa? Và tiếp theo ở đằng sau. Đằng sau của chiếc xe bên mình là tăng mịn, tay sách là tay sách nhôm. Nhôm cao cấp nhá. Và đây cũng là dạng tay sách đắt nhất trên thị trường hiện tại mọi người nhá. Đấy, đắt nhất trên thị trường hiện tại. Đây. Còn cái mẫu kia thì mọi người biết rồi, đây. Đằng sau thì chúng ta sẽ ra mẫu này đi. Chúng ta sẽ quan sát này. Đây.
đằng sau này là sắt, vẫn là truyền thống thôi. Ok. Đấy. Còn con này là nhôm này, mọi người nhìn nhôm này. Giảm sóc cũng vậy nhé. Đây, mọi người mình sẽ bóc cái giảm sóc này xem. Đấy, mọi người sẽ thấy khay giảm sóc này to và dày hơn, chắc chắn hơn rất nhiều này. Đây. Đấy. Giảm sóc khác nhau nhá. Đấy. Bây giờ giảm sóc này là giảm sóc xịn hơn rất là nhiều. Giá mà thị trường chắc là giá bán lẻ cho mọi người mà đi mua ấy thì chắc chênh nhau khoảng 200. Giảm sóc nhau. Cái lý do tại sao mà bên mẫu cao cấp này Mạnh Phát vẫn trang bị các bạn cái rè sắt, bởi vì thực tế như đã nói, cái rè sắt này nó sẽ rất là bền theo thời gian, đến 3-4 năm sau thì có khi nó sẽ không bao giờ bị hỏng, đúng không? Mình muốn là cái xe cao cấp được trang bị rè sắt. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần để chân của chiếc xe này. Đấy, nó giống như để chân của một chiếc X-Men, đúng không? Chắc chắn là bằng nhôm, còn rè sắt này chỉ bằng sắt thông thường thôi. Đây, xe tại quay này, bạn thấy chưa? Đấy, như con này thì bằng nhôm hai bên luôn nhá. Đấy, rất là chắc chắn, đúng không? Đấy, toàn bộ là xe này là xe xịn, và mình nói luôn là xe xịn là giá đắt chứ không phải là xe xịn giá rẻ nhé. Bây giờ mới đến cái phần quan trọng nhất mà Mạnh Phát muốn cho các bạn xem, đó là trái tim của chiếc xe này. Về động cơ đây, trước mắt chúng ta sẽ nhìn động cơ trước đi đã. Động cơ là bên ngoài đó, động cơ này động cơ đã được đăng kiểm tại Việt Nam và là hàng một trong những động cơ tốt nhất hiện tại đang dòng trong xe 133, được đăng kiểm ở cục đăng kiểm Việt Nam nhé. Động cơ này tốt nhưng không bằng động cơ này, rõ ràng. Động cơ này Mạnh Phát sẽ bảo các bạn là 2 năm, động cơ này bảo hành 1 năm. Đấy, nó khác nhau chưa? Tiếp theo là trái tim của chiếc xe. Mình sẽ mở cả hai xe luôn để cho mọi người nhìn cho nó khách quan nhé. Đây, động cơ và IC của con này này là đang dùng là động cơ là dòng là gì đây? Xung gen, cũng là hàng đồng bộ rồi, cũng là một trong những dạng rất là tốt. Nếu mà so với cái giá tiền là 6.6 bao ship cho các bạn và 6.3 tại cửa hàng thì nghĩ là mình nói luôn là đây là dòng tốt nhất có thể để trang bị cho cái mẫu này rồi. Đấy, với cái giá tiền như vậy, đây là tốt nhất rồi. Còn một số đơn vị họ trang bị cái IC lỏng hơn này rất là nhiều nhá, mình không nói, không tính tiền rồi. Đấy, mình nói luôn, đây là một trong những cái đây này. Đấy, xe mới nhất của Mạnh Phát này, các bạn nhìn thấy chưa, IC này ngày sản xuất này 23/12/2020 này, đúng không? Rất là mới luôn, nhập khẩu mà, sẽ chênh với lại ngày sản xuất là ngày lắp ráp là 1 tháng là đúng rồi, nhập khẩu. Ok, những IC con này thì nó là hàng cao cấp nhất hiện tại mà chúng ta có thể được biết đến. Anh nghĩ thật sẽ lấy cho mọi người máy bán vít đây. IC này là IC nguyên khối, toàn bộ rắc cắm vào xe, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, rắc nó sẽ cắm như này, trực tiếp vào xe như này, các bạn thấy chưa? Nó khác hoàn toàn luôn. Đây, mình sẽ tháo cho mọi người xem luôn. Cái IC này hiện tại đang là IC xịn nhất mà tất cả các xe thị trường, trừ kể cả đến Osaka hay là HTC hay là JVC cũng chỉ có thể trang bị cái IC này cho quý vị thôi. Nhưng mà giá bán cho quý vị thì các bạn biết rồi, toàn 10 mấy triệu thôi, đúng không? Đây, IC của nó đây, mọi người thấy chưa? Răng nguồn của xe đây, mọi người thấy chưa? Đấy, này, răng nguồn xe đều là ốc vặn rất là chắc chắn nhá. Đây, răng cắm này, IC, đấy, IC này đơn vị nhà mình cũng lấy của HTC này, thấy chưa? À, rất là tốt. Mọi người lên mạng, mọi người biết cái xe mà trang bị IC của HTC họ bán cho bạn bao tiền, đúng không? Đấy, hàng cực kỳ xịn nhá, thay đổi toàn bộ. Đối với cái mẫu xe này hiện tại, linh kiện nhập khẩu là hàng cao cấp nhất trên thị trường mà mọi người đang được biết nhé. Mạnh Phát là đơn vị duy nhất có thể dám so sánh và bật mở toàn bộ cả một chiếc xe cho các bạn xem. Và xin thông báo với các bạn là gì? Cái xe này Mạnh Phát sẽ bảo hành các bạn là bình khung sườn động cơ là 2 năm, ắc quy bảo hành là 15 tháng, mọi người nhớ nhé. Và cái giá tiền ấy, thì mình nói rồi, hàng xịn thì phải giá đắt. Con này hiện tại đang được khuyến mại tại Mạnh Phát bán các bạn với giá chỉ có 8.5 triệu bao ship toàn quốc nhá. Coi như là gì, cái lô xe 15 xe mà Mạnh Phát vừa lấy này về bán cho các bạn gần như là bán hòa luôn. Sản phẩm mới, cũng là vào dịp Tết âm lịch nên Mạnh Phát sẽ có một lô gọi là tri ân để bán cho các bạn với cái giá là ưu đãi nhất, chỉ có 8.5 triệu bao ship. Còn khi ra Tết thì Mạnh Phát nói luôn, khi ra Tết một thời gian thì cái xe này hiện tại cửa hàng Mạnh Phát sẽ được bán với giá 8.5 triệu, còn cộng tiền ship sau nhá. Tiền ship bao nhiêu thì mọi người cũng biết rồi, từ 4-500 nghìn cơ. Và đây chính là thông tin của hệ thống Mạnh Phát để cho bạn yên tâm sử dụng sản phẩm. Đây, hệ thống xe Mạnh Phát của nhà mình đây, và đây chính là hình ảnh của mình rồi, đúng không? Yên tâm, đây thông tin cửa hàng của nhà mình. Và mọi thắc mắc thì các bạn sẽ liên hệ số điện thoại gì ạ? 085 993 4 số 1 ở cuối mọi người nhé. Xe này Mạnh Phát hiện tại và ship cho bạn toàn quốc, và hiện tại là xe đang có màu đen, đây là màu đen này, màu đỏ và màu xanh ngọc này, rất là đẹp. Màu này là màu mới nhất và là một trong màu đẹp nhất. Và sắp tới Mạnh Phát sẽ có rất nhiều màu này. Đây, đấy, ok chưa? Các bạn nhớ nhá, 8.5 triệu bao ship. Và điều kiện để chúng ta mua xe là các bạn sẽ đặt cọc trước 1 triệu, giống như tất cả các xe Mạnh Phát đều bán trên kênh YouTube của Mạnh Phát, đúng không? Điều kiện là đặt cọc trước 1 triệu nhá. Và mọi người nhận xe và thanh toán nốt số tiền còn lại qua Viettel Post, vì Mạnh Phát là đơn vị đồng hành cùng Viettel Post. Chính vì vậy là xe toàn bộ sẽ được bọc hàng kỹ càng và gửi qua Viettel Post trên toàn quốc nhá.
cho quý vị các bạn nhé. 5 ngày nữa thì mẫu này sẽ có mặt tại Hồ Chí Minh. Và các bạn thông cảm, giá tại Hồ Chí Minh, tại gà Hồ Chí Minh cũng là 8,5 triệu, bởi vì mất chi phí vận chuyển từ Hà Nội vào trong đó. Ok chưa? Ok, mọi người nhớ ấn đăng ký và subscribe kênh Mạnh Phát để đón chờ những video tiếp theo nhé. Hãy nhanh tay để xử cho mình ngay một chiếc xe mới, hàng xịn giá đắt tại Mạnh Phát nhé. Hàng xịn thì chắc chắn không có rẻ được đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại.